tin kính tiếng của tài tử bố già và bạn gái kém 53 tuổi. Al Pacino sắp lên chức bố ở độ tuổi 83, tài tử từng có 3 người con với 2 mối tình trước đó. Ngày 30 tháng 5, Gossip đưa tin Noah Falah, bạn gái của tài tử Al Pacino, đang mang thai 8 tháng đứa con đầu lòng. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Al Pacino hiện 83 tuổi, trong khi Noah Falah 29 tuổi. Bộ đôi hẹn hò khá kín tiếng, không để lộ nhiều thông tin về chuyện đời tư. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4 năm 2022, một số trang báo quốc tế đưa tin Al Pacino đang có tình cảm với Noah Falah sau thời gian dài sống độc thân. Mọi chuyện xuất phát từ bức ảnh chụp hai người đi ăn tối tại Los Angeles. Mối tình giữa cặp đối lệch trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Ngay sau đó, một nguồn tin của Gossip khẳng định cả hai hẹn hò từ khoảng thời gian đại dịch COVID-19. Họ đã chung sống một thời gian và rất hợp nhau. Khoảng cách tuổi tác dường như không phải là vấn đề, mặc dù Pacino còn lớn tuổi hơn bố của cô ấy. Người này tiết lộ thêm, ngày 8 tháng 9 năm 2022, Noah Falah và Al Pacino tiếp tục bị bắt gặp thưởng thức bữa tối ở khách sạn The Sunset Tower tại Los Angeles. Ngôi sao điện ảnh diện bộ đồ tông sưu tông với sơ mi, áo blazer, kết hợp phụ kiện giày và kính mắt đen. Trong khi đó, Noah Falah cũng mặc chiếc váy đen khoét cổ đầy quyến rũ. Cả hai xuất hiện và trò chuyện một cách thân mật. Tình sự của Noah Falah nhanh chóng được cộng đồng mạng lật lại. Nhiều người phát hiện cô thích hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Sinh năm 1993 tại Ả Rập và lớn lên ở California, Mỹ, Al Falah hiện là một nhà sản xuất truyền hình. Theo Hollywood Life, trước khi hẹn hò Pacino, Al Falah từng có tình cảm với rocker Mick Jagger hơn cô 52 tuổi. Vào năm 2017, bộ đôi bị bắt gặp tình tứ tại Paris, Pháp, nơi Mick đang có tour diễn No Filter cùng cả nhóm. Khi ấy, Al Falah mới 22 tuổi, trong khi thủ lĩnh của Rolling Stones là 74. Sau khi mối tình giữa bộ đôi đổ bể, Noah Falah khẳng định dù việc yêu người hơn tuổi bố khiến cô trở thành đề tài bàn tán nhưng điều đó không khiến cô hối hận. Chênh lệch tuổi tác không quan trọng. Đó là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên, đồng thời là khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi, cô trả lời tờ Hello. Ngoài Mick Jagger, Al Falah còn hẹn hò với tỷ phú Nicholas Bergwin hơn cô 32 tuổi và sau đó là nam diễn viên gạo cội Clint Eastwood hơn cô 65 tuổi. Về phía Al Pacino, ông là diễn viên gạo cội người Mỹ. Tên tuổi Pacino gắn liền với vai diễn Michael Collins trong Bố Già, bộ phim huyền thoại đưa nam diễn viên lên hàng ngũ siêu sao tại Hollywood. Xuyên suốt sự nghiệp, tài tử sinh năm 1940 từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng, AFI, BAFTA hay Emmy. Sắp tới, Pacino sẽ đồng sản xuất một bộ phim tiểu sử về họa sĩ và nhà điêu khắc người Italy Amedeo Modigliani với Johnny Depp ngồi ghế đạo diễn. Trái ngược với sự nghiệp đình đám, ngôi sao 83 tuổi kính tiếng trong chuyện đời tư. Trước Al Falah, mối tình gần nhất của ông là với nữ diễn viên Israel Mathodohan. Trước đó, nam diễn viên có 3 người con. Julie Mary, 33 tuổi, là con chung của ông với chỉ đạo diễn xuất Jen Tarantry. Ngoài ra, Pacino còn có cặp song sinh Anton Olivia, 22 tuổi, với nữ diễn viên Beverly D'Angelo.